Đây anh em nhá, kết quả đây nhá. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái lưỡi cắt gỗ chuyên dụng dành cho mày mày góc để cắt thử gỗ cố định cho anh em xem liệu nó có cắt được hay không nhá. Cái lưỡi cắt gỗ này nhìn thoáng qua thì anh em tưởng nó không có răng nhá, nhưng mà nó có răng rất là mịn đây này. Và đây là gỗ thông mà chúng tôi đã đóng đinh sẵn. Bây giờ tôi sẽ cắt thực tế luôn cho anh em xem. Đây anh em nhá, kết quả đây nhá. Có 5 cái đinh 5 và nó đã cắt được đứt 5 cái đinh 5 này. Còn lại về phần cái lưỡi cắt thì nhìn nó vẫn không có gì thay đổi nhiều anh em nhá.